đâu dữ vậy nhóc? Dạ, con xin lỗi. Trên cổ tay của người đàn ông đã bắt mẹ nguyện có hình xăm chong chóng. Chú ơi, chờ con với. Chú ơi, chú ơi, chú ơi. Ê thằng chú, bị đứng kêu gì vậy? Muốn chết hả? Xin lỗi chú. Chú ơi, đợi con. Chú ơi, đợi con với chú ơi. Chú ơi, chú ơi, chờ con với. Chú ơi, dừng xe. Chú ơi, bắt tay, bắt tay. Dừng xe lại, có thằng nhỏ chạy theo xe chú kìa ơi. Dừng lại đi, dừng bắt tay. Dừng lại, lẹ chú đi, ơi. Trời tội nghiệp nó quá nghe kìa rồi. Trời nó té rồi kìa. Lẹ lẹ con. Tình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi, càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên.